ăn sầu riêng cả nhà ơi. Có nguyên trái sầu riêng Malaysia luôn cả nhà ơi. Ăn sầu riêng phải đem ra hè, ra vườn ăn nè mọi người. Ở trong nhà con mình nó nói là hôi là thúi. Mấy đứa con nít mà sinh ở bên Mỹ nó nghe con sầu riêng này á là nó nói là hôi là thúi á cả nhà. Đó. Cái trái sầu riêng này là sầu riêng Malaysia. Mình mua hồi hôm qua. Thì cái trái này là 42 đồng tiền, 42 đồng đô thì chắc khoảng cỡ 850 ngàn tiền Việt Nam cả nhà. Đó, trái sầu riêng Malaysia, để mình khui ra thử nha, chắc là ngon lắm. Đây, ở chợ nó bán nói là hả, cái muối nó bự nhưng mà cái hộp nó rất là nhỏ, thì bây giờ mình thử coi nó sẽ ngon như thế nào. Bây giờ mình đeo bao tay vô và để mình khui nha mọi người. Coi cái nó ngon tới cỡ nào nha. Trời ơi, nó mềm lũi đây. Tại vì mình đã bỏ hôm qua tới bây giờ nó chín mềm lũi rồi cả nhà ơi. Trời ơi, nó easy, dễ khui quá trời đất luôn. Trời ơi, nó thơm quá cả nhà ơi. Oh my god. Cái mùi chịu không nổi luôn á. Trời ơi, cái muối như con heo con. Trời ơi, cả nhà ơi, nó thơm. Nó thơm mà nó ngon. Ở trong đây coi có muối nào không. Trời ơi, nguyên một muối như thế này. Ôi, cả nhà ơi, nó ngon quá cả nhà ơi, nó thơm quá đi. Bây giờ lột bao tay ha, sẽ làm thịt nó liền đây. Chịu hết nổi rồi, ta chịu hết nổi rồi. Tại vì cái chỗ chợ nó bán á, nó nói là hả, cái muối nó bự. Thật ra Malaysia đó thì nó muối như vậy là nó bự lắm rồi đó cả nhà. Thì chợ nó là cái muối bự nhưng mà cái hộp nhỏ. Ok, mình ăn thử coi. Không còn lời lẽ nào luôn á cả nhà. Nó ngọt mà nó dẻo. Trời ơi, nó dẻo cái sầu riêng này hả, mà nấu cơm nếp á mọi người. Nấu mà nấu sôi sầu riêng thì nó ngon thôi chết luôn á. Trời ơi, nó dẻo. Nhưng mà cái hộp nó bự, cái hộp không nhỏ. Cái hộp bự nhưng mà nó rất là ngọt cả nhà. Nó ngọt, nó dẻo. Nó ngon dữ vậy trời. Nó ngon hơn sầu riêng Thái Lan. Sầu riêng Thái Lan không có bằng cả nhà. Ngon quá. Nó rất là dẻo. Nó chịu không nói luôn. Thì nó hết cái tay hiểu chưa. Ngon quá mọi người. Thật ra mình chưa có ăn trưa luôn mọi người, nhưng mà ăn cái trái sầu riêng này nghĩ là no tới tối luôn, khỏi ăn cơm luôn. Quá ngon. Cái hộp thế, có chút xíu ạ, cái hộp có chút xíu ạ. Cái sầu bên nó dày lắm. Nó vàng luôn luôn cả nhà. Con muối sầu riêng, cái sầu riêng nó vàng. Ngon thiệt luôn á, dẻo. Mấy lần trước mình mua nó không có được dẻo như vậy, nó chỉ ngọt thôi, nó ngọt thôi. Cái loại đó là Malaysia, nó khác. Nó nói là có hai loại, một loại thì cái giá tiền nó mình lựa mua cái loại này là 8.99 một phao thì cũng như là 9 đồng một phao. Còn cái loại là trước mình mua chỉ có 7 đồng một phao thôi, thì nó nói cái này là ngon hơn nữa. Ok, mình thử. Ngon thiệt, ngon hơn trước mọi người. Thật ra sầu riêng phải lọc hết nhiều. Phải lọc hết nhiều.
miếng nữa cả nhà ơi. Ngon thiệt. Thật ra mình rất là thích ăn sầu riêng cả nhà. Ngon lắm. Nhưng mà cái mùi nó thơm, nó rất là nặng luôn. Cho nên mình ăn ở trong nhà, cả nhà mình có mùi sầu riêng luôn. Con mình nó không chịu. Nó nói là hôi, là thúi lắm. Nó nói cái mùi này thúi lắm. Đem ra vườn ăn. Đem ra vườn ăn, đem ra hè ăn. Ngồi ngoài hè ăn mọi người. Có hột lép xẹp. Có hột lép xẹp nhớ xíu thiệt. Ngon lắm. No lắm luôn cả nhà ơi. Ăn gần hết trái sầu riêng cả nhà. Nói chung cái trái này có được có mấy muối à. Thấy vậy chứ nó nhỏ xíu, có mấy muối à cả nhà. Đó. Ăn xong rồi, còn dư chắc được cả 2 muối. Ok cả nhà. Sầu riêng ăn xong rồi, bây giờ no rồi. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ. Ok, bye bye. Xem thích nhớ bấm like giùm cả nhà ơi. Nhớ bấm đăng ký kênh. Ok, bye bye.